Oxy là một sản phẩm dùng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học hữu cơ, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, không hóa chất độc hại. Chất hữu cơ này sẽ có tác dụng mạnh mẽ, chuyên biệt, giúp cây trồng và môi trường đất được phát triển bền vững và hiệu quả cao. Hiệu quả thực tế như thế nào? Hôm nay, anh Lê Thanh Đầy ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm trong ra đồng trên kênh VTV9, Đài truyền hình Việt Nam. Như cái vườn này, sau khi xài xi trên 3 năm thì cây càng ngày càng tốt lên, năng suất ngày càng cao, trong khi cái chi phí mà mình phun xịt và hữu cơ thì ngày càng giảm. Trước đây tôi bón hữu cơ định kỳ thì một tháng tôi bón một lần, thì một lần tôi bón khoảng 3-4 kg. Nhưng mà sau năm thứ 3 này thì tôi chỉ cần bón là 2 tháng tôi bón một lần, là bón cái lượng hữu cơ nó giảm xuống còn 2 kg. Như ngày xưa thì tôi bón một lần một cây này là tầm khoảng từ 10 đến 12 lít xi pha rồi, tỷ lệ 1/40. Nhưng hiện nay thì khi cây nó khỏe rồi thì bón giảm xuống còn khoảng 8 đến 10 lít thôi. Nhân tiện đây thì tôi xin chia sẻ cách mình để tỉa bông để giúp cho bông nó đủ dinh dưỡng. Đó. Thì như bà con thấy, như cái cành này mình để trái, để bông là để trái theo cành. Đó, thì cái cành này nó chỉ để được khoảng một trái, hai trái thôi, mà mình để bông nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng của bông trái sau này, cho nên là mình cũng để không có để sát quá, thì hai trái nữa nó cọ nhau thì dễ xong nó trốn ở trong đây thì nó tấn công trái của mình. Đó, thì ví dụ như ba chùm bông ở đây thì mình sẽ bẻ bỏ chùm bông giữa, khoảng cách giữa hai bông nó tầm khoảng là 20 cm thì nó sẽ đạt. Về vấn đề tiễn bông như bà con thấy thì tiễn bông thì mình có thể tiễn nhiều lần, nhưng mà hiện nay thì mình tiễn thêm một lần nữa, thì ví dụ như cái cành này thì nó khả năng nó mang từ khoảng 20 đến 25 kg. Đó, thì bà con thấy thì mình nên tiễn cho nó vừa đủ cái khả năng nuôi của cái cành này thôi. Giống như cái này sát quá thì mình có thể bỏ. Đó. Và xa ở ngoài này thì mình cũng bỏ để cho cái cành này nó mang ở trong đây nó đỡ bị gãy sau này. Đó. Như ở đây mình có thể bỏ được cái bông này, mình chừa lại khoảng chừng 4-5 chùm này thôi là nó đã đủ trái rồi. Trước kia khi cây chưa khỏe thì mỗi lần ra cơi tôi phải xịt 4-5 lần để phòng ngừa sâu rầy. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ phun xịt khi nào mà làm bông làm trái thôi. Tóm lại, sau khi sử dụng xi 3 năm thì tôi đúc kết ra một vấn đề là cái chi phí ngày càng giảm và ngày càng khỏe trong khâu chăm sóc. Sầu riêng là cây trồng đặc sản chịu chân đất phù sa, tầng canh tác dày từ 1 mét trở lên. Cây đòi hỏi có sự đầu tư chăm sóc tỉ mỉ, từ việc thiết kế mương liếp, phân bón, xử lý ra trái đến phòng trừ sâu bệnh. Những năm gần đây, khi tìm hiểu rõ kỹ thuật, nhất là điều kiện đất đai, nguồn nước, cây đặc sản này đã được một số nông dân canh tác ngay trên vùng đất phèn nặng vùng Đồng Tháp 10, hiệu quả hơn khi áp dụng giải pháp xi. Anh Huỳnh Văn Hậu ở huyện Tân Phước, Tiền Giang chia sẻ với bà con trồng ra đồng sẽ phát sóng lúc 6 giờ chủ nhật trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam.